Thưa quý vị, một nhà máy bia Israel sản xuất bia có hương vị từ thời Chúa Giêsu, tinh từ Jerusalem. Một nhà máy bia ở Jerusalem sản xuất loại bia thủ công mà họ cho là có hương vị từ thời của Chúa Giêsu. Đây là loại bia mà nhà máy Herb Brewery nấu bằng giống lúa mì đặc biệt, được các nhà di truyền học Đại học Tel Aviv xác định là giống lúa mì được trồng trên đất thánh 2000 niên kỷ trước. Điều này có thể giải thích là tại sao rượu bia là thức uống thiêng liêng được ưa thích trong Kinh Thánh. Itai Goodman là chủ nhà máy Herb Brewery cho biết, sau khi đọc được một bài viết về các nhà nghiên cứu ở Đại học Tel Aviv nói về giống lúa mì thiêng liêng mà thực ra đúng là giống lúa mì ông đang sử dụng, ông liền liên lạc với họ và được xác nhận. Từ đó ông gọi loại bia này là thức uống có từ thời Chúa Giêsu. Rượu bia là thức uống linh thiêng của Do Thái giáo, thường được dọn lên bàn tiệc trong sách những phép lạ Tân Ước và bữa tiệc cuối cùng. Theo ông Itai Goodman, các nhà sử học nói rằng rượu bia bắt nguồn từ khu vực Trung Đông, Lưỡng Hà, rồi sau đó lan ra thế giới bên ngoài. Tin đồn cho rằng khi người La Mã đến đây, họ mang theo loại rượu bia này trở về châu Âu cùng với họ. Ông cho biết hương vị của loại bia thật lạ lùng là điều ông không bao giờ nghĩ đến. Nhà máy không bỏ thêm bất kỳ loại trái cây nào, chỉ là lúa mì thuần túy, nhưng đây chính là loại bia quen thuộc với Chúa Giêsu và môn đồ của Ngài.